Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 11, câu 45 đến câu 57. Khi ấy, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể lại cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập thượng hội đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến việc điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân tộc còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tin chi là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối." Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: "Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không?" Còn các thượng tế và người Pha-ri-sêu thì ra lệnh: "Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt." Đức Giêsu đã nhiều lần bị tìm bắt, bị ném đá, bị đe dọa. Nhưng đây là lần đầu tiên các thượng tế, các người Pha-ri-sêu và thượng hội đồng của Do Thái quyết định giết Ngài. Theo tin mừng Gioan, lý do gần nhất đưa đến quyết định đó là việc Đức Giêsu làm cho anh Na-za-rô chết 4 ngày sống lại. Sự sống lại của anh đã khiến cho nhiều kẻ tin vào Đức Giêsu. Các nhà lãnh đạo tôn giáo sợ rằng phong trào theo Giêsu sẽ tiếp tục bành trướng. Mọi người sẽ tin, và quân Roma sẽ đến phá hủy đất nước và nơi thờ tự. Caipha là vị thượng tế đương nhiệm năm ấy. Đứng trước sự lúng túng và lo âu của các thành viên trong thượng hội đồng, đột nhiên ông phát biểu như không cần suy nghĩ thêm gì nữa: "Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Lời phát biểu bộc phát như thế, nào ngờ lại là một lời tiên tri thốt ra từ miệng một vị thượng tế. Caipha chỉ muốn loại trừ Đức Giêsu để đảm bảo an ninh cho đất nước và đền thờ, nhưng ông lại vô tình nói tiên tri về tính cứu độ và cái chết của Đức Giêsu. Cái chết ấy sẽ cứu cả dân tộc Do Thái khỏi bị tiêu diệt. Đức Giêsu chết thay cho dân của Ngài. Nhưng Caipha không ngờ ảnh hưởng của cái chết ấy còn vượt xa hơn nhiều. Ngài chết không chỉ thay cho dân Do Thái mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Cái chết ấy có khả năng quy tụ mọi kẻ tin vào Đức Giêsu về một đoàn chiên duy nhất, kể cả dân ngoài. Cái chết ấy có khả năng kéo mọi người lên chẳng trừ ai. Đức Giêsu đã bị kết án ngay khi chưa có phiên tòa chính thức. Ngài bị kết án tử vì đã trao ban sự sống cho một con người,
cái chết của Ngài không ngăn cản được sự sụp đổ của thành Jerusalem và sự tan hoang của cả đất nước Do Thái vào năm 70. Nhưng cái chết ấy đã đem lại ơn cứu độ cho mọi người tin. Hiệu quả của cái chết ấy vẫn còn mãi đến tận thế. Đức Giê-xu đã hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Năm 2008, người ta xác định được 20 nhà truyền giáo bị giết chết trên thế giới. Họ đã can đảm sống trong những hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, đón nhận cái chết như cái giá phải trả cho tình yêu muốn phục vụ. Có bao tín hữu vô danh khác vẫn âm thầm nếm cái chết trong ngày, chỉ vì muốn theo gương Thầy Giê-xu đem lại sự sống cho anh em. Lạy Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc, mà con người là yếu đuối mỏng manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy Chúa Giê-xu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong vườn dầu Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bùa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá Chúa đã thốt lên: sao Cha bỏ con? Xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Amen.